quán bún mọc A Còng Cộp là nằm trên ngay chỗ giao lộ Ngô Gia Tự dưới là Trần Nhân Tôn, ở phường 2 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh. Quán nằm ở vị trí rất là đắc địa, nên là thường ngày rất là nhiều người đến ăn, kèm dưới đó là thức ăn ở đây rất là ngon. Nhanh hết đó chị. Em thấy cái tên lạ chị ơi, sao mình gọi là cái A Còng Cộp chị? Tại chồng tên A Còng và mấy người bạn á. Dạ. Cái thấy hay hay thì đặt luôn. Là A Còng Cộp à? Là anh tên là tên Cộp hay tên A Còng? Tên Cộp. Cộp. Rồi tên Cộp không nhìn thấy kỳ quá. Dạ. Anh nay có ở đây không chị? Đi chợ lớn rồi. À. Quán mình mở bao lâu rồi chị ha? Được 2 năm rồi em. Dạ. Em thấy đông khách ghê á. Mình bán từ mấy giờ tới mấy giờ chị? 6 giờ rưỡi là có. Bán có bữa hả? Bán đông khách từ 10 rưỡi hết. Không chừng. Chậm lắm là 12 giờ. Dạ. Một ngày mình bán khoảng bao nhiêu tô chị ha? Mấy trăm đó. Mấy tô. Khoảng 500 không? 300. Khoảng 300-400 tô. Dạ, cũng nhiều á chứ. Một buổi sáng bán nhiều rồi, cũng nhiều. Một tô bún mọc của mình là giá nhiêu tiền chị ha? Không sườn thì 30, có sườn thì 30. À, cũng rẻ hả? Ở đây cũng có đặt cho bệnh viện, số lượng nhiều cũng đặt luôn. Như 100 phần. Ở đây giao bệnh viện nhiều lắm. 150%, 180%. Chị bao nhiêu tuổi rồi? 35. 35, nhìn trẻ thôi. À, của chị 2 tô cái khăn. Quán này là của... Quán này là của chị Liên. Vợ của anh Cộp. Do là cái tên, một cái tên Cộp không đứng hơi kỳ nên là bạn bè đặt thêm cho cái tên A Còng nữa. Bún mọc A Còng này là mở cũng rất là lâu rồi. Từ ngày chị Liên bán khoảng từ 6 giờ đến 10 giờ. Hôm nào mà chậm khách thì đến 12 giờ trưa thì hết. Một ngày thì quán bán khoảng, một ngày chị Liên quán bán khoảng 300 tô. Nhiều khi bệnh viện đặt số lượng lớn như 100 tô thì công chuyện bán thêm. Chị Liên còn khá trẻ, rất là xinh đẹp. Quán của chị nhìn rất là sạch sẽ. Chị nấu chị cũng dùng bao tay rồi nấu nên là nhìn rất là sạch sẽ và muốn ăn ngay. Rất đông là người khách đến ăn. Bây giờ là trưa rồi nên là cũng hơi vắng. Khoảng 7 giờ đến 8 giờ là số lượng khách đến đây rất là đông. Một tô bún mọc ở đây không có sườn thì 30 ngàn, mà có sườn thì khoảng 35 ngàn, rất là rẻ. Đây là mía này, nấu chung như mía để cho nước nó ngọt. Ngọt tự nhiên chứ không phải là ngọt theo kiểu quá chất.
mới bây giờ mà nhiều đồ ăn đã hết sạch, khách đến đây rất là đông. Rất là ngon quý vị. Trưa rồi nhưng mà rất là nhiều người ăn tới ăn món bún của chị Liên. Trước đó mình làm gì mà mình giờ mình chuyển qua đây mình bán chị? Muốn làm không? Dạ. Rồi mà này, chú không đi Mỹ sao không để lại? À. Để lại bán rồi mở ra bán lại được 2 năm mấy rồi. À, là quán này 20 mấy năm rồi nên giờ sang. 2 năm mấy thôi. À, nhưng mà sang nhượng mình lại, mới sang nhượng lại đúng không? Không, hồi xưa là bán đồ gỗ, còn bún mọc là chỉ bán 2 năm mấy thôi. À, mà cái này mình học cái cách nấu ở đâu của chị ha? Không ăn mọc vàng hả? Tự mày mò nấu thôi. À. Ăn sao nấu như vậy? Mày mò mà nấu ngon ấy hả? Còn xương còn nè không? Còn giò, còn móng. Ăn thịt nạc đi ha. Ăn thịt nạc ha. Cái nhiều. Chị rất là bận biểu. Thế là lúc mỗi lúc mà khách vào thì chị rất là nhiệt tình. Rồi em xí nha. Dạ. Dạ. Chị giới thiệu cho em một cái tô bún mọc thì có những cái món ăn gì vậy chị? Có lời. Bún mọc là có bột trắng, bột chiên, chả lụa, chả quế, chả chiên. Chả nào? Chả lụa. Chả lụa nè. À, chả quế là chả. Chả quế. Chả chiên. Dạ. Rồi sáng thì có sườn, giò, xương. À, dưới này là thịt. Giò này hết sườn rồi. À, dưới này là thịt luộc rồi chị. À, thịt trong sườn á, à. Nó mình chặt, tại vì sườn á luộc nguyên miếng á, à. Mình chặt còn mấy cái miếng mà mình cắt cho nó đẹp á, à. Nó dư ra nên là đẹp. Chị cũng quê, chắc quê miền Tây đúng không? Đúng rồi, miền Tây. Này là mắm tôm, mắm tép Bạc Liêu, quán bán thêm cho khách nào mua về ăn. Nhìn những con tôm này rất là ngon quý vị. Dâu sống cô. Quý vị thấy tô bún mọc rất là ngon. Chưa bỏ gia vị gì mà nhìn rất là đặc sắc. Tôi sẽ nêm nếm thêm một xíu xíu tương ớt. Xíu mắm tôm. Rất là thơm á. Tô bún mọc của tôi là có giò này, cá viên chiên này, chả này, theo, nhìn rất là ngon quý vị, thêm rau sống vào nữa.
Dạ. Rất là ngon á. I like me better when I'm with you.